Thưa quý vị, những tháng cuối năm, tình hình ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng ngày càng gia tăng phức tạp, không chỉ xảy ra ở khu vực các cửa ngõ, sân bay, cảng biển mà hàng loạt tuyến đường trung tâm cũng thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thi công, khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm, tăng cường các lực lượng điều tiết, giám sát để kéo giảm tình trạng kẹt xe, đảm bảo trật tự giao thông. Khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc, các tuyến đường như quốc lộ 22, đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàng, vòng xoay Lăng Cha Cả ra vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng tắc đường đã từ lâu trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân khi qua đây. Vào khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều tối, các tuyến đường này luôn chật cứng người và xe, việc hàng ngàn phương tiện xếp hàng vất vả nối đuôi nhau nhích từng đoạn một đã không còn lạ lẫm. Thiên chút nhau nhích vậy đó. Và khi nào mà có điều hướng của mấy anh giao thông á thì là nó mới hết, hay là nó đỡ. Nói chung cái đó là chung từ đó giờ rồi nên là em thấy điều đó cũng là bình thường luôn á, thì mình canh giờ mình đi làm. Không chỉ khu vực cửa ngõ, các trục đường lớn ở trung tâm thành phố như là Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu cũng liên tục rơi vào cảnh ùn tắc trong các giờ cao điểm. Tình trạng này kéo dài từ đầu tháng 9 đến nay khiến cho người tham gia giao thông luôn thấy ngao ngán, mệt mỏi khi phải ra đường. Mỗi lần vừa tăng tầm ra là phải chờ, bình thường đi một tuyến đường là tầm 20 phút, nhưng mà ta tầm ra thì có thể hơn, kéo dài từ 10 đến 15 phút hơn. Mình nghĩ thì chắc lo do lượng xe di chuyển nhiều, cuối năm thì mọi người tất bật nhiều hơn thì chắc sẽ ra tình trạng này nhiều hơn. Mỗi lần mà dừng lại thì cũng tốn nhiều thời gian, mỗi lần đi thì nhích một tí, theo từng tí. Rồi em nghĩ là tình hình là do sinh viên đi lại nhiều, với lại cuối năm thì người ta cũng vận chuyển hàng hóa là buôn bán nhiều, nên là tình hình kẹt xe này nó cũng xảy ra rất thường xuyên. Để giảm bớt nguy cơ ùn tắc kẹt xe, thành phố Hồ Chí Minh huy động tối đa các lực lượng tham gia điều tiết giao thông tại các điểm nguy cơ ùn tắc, các khu vực phức tạp về giao thông trên từng địa bàn. Phối hợp trong cái công tác chỉ huy điều khiển giao thông, rồi phối hợp trên cái nhóm phản ứng nhanh, nhóm Viber. Đặc biệt là phòng cảnh sát giao thông đường sắt cũng đã có một cái tổ điều hành giao thông. Cái tổ điều hành giao thông này thì có các cái màn hình TV cũng để kết nối giữa cái tổ điều hành này và cái trung tâm hầm của trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường biển báo, đèn tín hiệu, từ giữa tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai phương án hạn chế xe khách giường nằm, xe container lưu thông vào khu vực nội đô thành phố để giảm bớt áp lực giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tình trạng xe dừng đỗ sai quy định để hạn chế ùn tắc tại khu vực nội đô.